thì tầm khoảng món số 8, ấn giữ nó tầm khoảng 5-10 giây gì đó cho nó cứng lại. Cái này thì mình đoán nó tầm khoảng món số số 5 thôi. Rồi, ok. Khi mình dán mình nhớ canh cái móng cho nó thẳng nha, thiếu keo đó không mình châm vô sau không sao hết. Nè, cái này móng này nó đang méo thấy không, chỉnh cho nó thẳng lại. Đó. Mình phải nhìn cái hướng của cái móng nó mọc nha. Nếu mà nó méo đó, là mình phải điều chỉnh lại chứ mình không có nương theo cái méo của nó. Nương theo là lát hồi cái móng nó ra nó méo xẹo luôn, nó méo càng thêm méo nha. Giữ nó cho nó cứng chút xíu rồi mình cho thêm keo vô. Đây. Làm móng, người khách này họ cũng làm móng dài đâu, họ làm móng ngắn họ đi chơi thôi. Trời ơi, bên Việt Nam mới 5 giờ sáng em, sao thức dậy sớm vậy cưng? Cái móng của mình có bị liếp hay không á? Nè, clean up cái da đi. Những cái kẽ hai bên nè, những cái là cái đầu dũa mà bự đó, cái đầu dũa nhá nó không có len vô được đó. Thì mình phải có cái đầu nhọn này mình clean up hai bên. Cái da nó bay đi. Do khách này họ làm món square thì mình dũa cái xếp cho nó ôm vô chút xíu trước khi mình đắp bột. Vé hai bên, dốc cái tay xuống. Bột này là vừa dip vừa đắp nha. Vừa dip được mà vừa đắp được luôn. Tiện. Rồi cắt bột nè. Lấy bột ra. Bột này nó dẻo lắm. Chấn lấy xếp nè. Nhớ chân lấy xếp. Mình đắp bột làm sao mà cho nó thiệt là ngay ngắn để lát hồi mình dũa cho nó đỡ mệt cũng thế. Chứ dù có nhiều khi mình đắp nó tại quầy quá, cái lát hồi mình nhìn mình không muốn dũa luôn á. Ngày xưa mình đi làm nail đó, mình mới học làm bộ đắp bột á, mình đắp một cái bộ móng rất là xấu. Bởi vì mình dũa rất là mệt. Thiệt sự mà nó dũa rất là mệt. Mà cái móng nó ra nó cũng không có đẹp nữa ha. Mất thời gian. Lấy cục bột sao cho nó chín nè, thả ngay trên Kiriko nè, thấy không? Rê nó xuống chút. Đẩy bột cho nó lên ha, cho nó tràn đều ra nè. Dặm Kiriko cho nó mỏng, nó bắt đầu vuốt hai bên nè. Vuốt hai bên. Cái vuốt bên này rồi vuốt bên kia. Lấy cục bột lên xài tiếp luôn. Cắt bột nè, lấy bột ra. Đó. Nhớ chấn lấy xếp. Rồi, tiếp tục nè. Anh đâu có giỏi đâu em, anh bình thường như cân đường học sữa thôi. Mình làm riết á, mình quen em. Dốc cái tay xuống chút.
dép bên trái chút. Một cái chàng đó thì dép nó vô. Rồi cắt bột nè, cắt nè, lấy bột ra nè. Nhớ chấn hai bên lấy xếp. Nhét hai bên thông nè để cho bột nó đừng có tràn ra ha. Cây cọ của mình đang đắp là cây cọ số 14. Cọ này đắp cũng ok lắm. Cái sợi lông nó đủ cứng để cho mình chạy vuốt bột cho nó đi. Chứ lông nó mềm quá khó đắp lắm. Rồi tiếp tục. Lấy cục bột nè. Thả ra đây ha. Đẩy nó lên nè. Đùn cái cục bột nó lên. Thấy mình đùn cục bột lên không? Cái mình chặn Kiriko cho nó mỏng xuống nè. Cho bột nó tràn đều nè. Đó, bắt đầu vuốt bên phải nè. Rồi cái vuốt bên trái nè. Vuốt bên phải, bên trái. Đó, cứ từ từ vuốt. Làm nhẹ nhàng thôi ha. Nhẹ nhàng như đưa nàng đi ngủ. Bột này của mình nói chung là nó cũng dễ đắp, nó không có bị ma bột. Rồi tiếp tục làm món cá, lấy bột nhiều hơn chút xíu nha. Đây cục bột này thả lên trên kia cổ nè. Rồi bắt đầu đẩy nó lên nè, đẩy lên trên cho nó sát Kiriko nè. Đẩy nó lên, bắt đầu dậm nó xuống. Bắt đầu vuốt bên trái nè, vuốt bên phải nè, rồi vuốt bên trái. Cái từ từ mà làm không. Rồi cắt bột nè, cắt cá lấy bột ra. Cái đầu dũa thôi. Nhớ là mình dũa, mình nhớ banh cái khóe là chút xíu để clean up cái bột nó bị nóng hai bên đây nè. Hai bên cái khóe mình clean up nó sạch đó thì nó sẽ không có bị leak. Bột này nó có cái được cái là mình dip nó cũng được, mình đắp nó cũng được. Mình dip nó đắp á, mình mài máy nó bị bạc màu ha, không có bị bạc màu cái bột. Nhiều cái loại bột á đôi khi mình dạ mài máy nó bị bạc màu ra cái màu khác á thì nó hơi khó chút xíu. Máy mình đừng có đè cái đầu dũa quá nha, đè cái đầu dũa quá, cái đầu dũa mình nó ăn xuống cái móng thật của khách á, cái móng của người ta nó bị đau ha, nó bị tổn thương á, nó bị lằn cái móng. Thì khi mà mình dũa mình đừng có đè cái đầu dũa quá. Cái thứ hai nữa là mình đè cái đầu dũa vậy rất là dễ bị mất bột ở khi đi cồ ha. Ngay đây nè, khi mà mình dũa mình nhớ đừng có đè cái cây dũa ha, nó mất bột nó ở hai bên đó ha, là nó sẽ bị lồi cái móng thật ra nó xấu. Cái thứ hai nữa là nó bị lip.
phá móng, mình phá dùng cái đầu dũa đó, mình phá đó em, phá cho nó mỏng xuống. Mình cũng đừng có đè quá nó sẽ sinh ra nhiệt, nó bị phỏng tay khách ha. Quay ngược cái tay lại nè, chỉnh sửa nó. Bữa nay mình hơi bị bệnh chút xíu nên ít làm live stream. Có bữa nay đấy đã đỡ rồi nè. Mình mà mỗi lần mình bị allergy là mình bị nặng lắm ha. Ho rồi bị sưng mắt lên rồi bị hắt xì. Một lần hắt xì là hắt xì cả 20 cái ha, chịu không nổi luôn á. Bị allergy rất là nặng. Nhưng mà bữa nay là thấy đỡ rồi, đi bác sĩ uống thuốc là đỡ rồi. Công nhận cái dị ứng ở bên Mỹ này nó ghê thiệt chứ. Làm cho người ta xây sẵn mặt mày không thấy đường luôn ha. Coi cái cách mình vừa dũi xếp và mình ôm cái xếp vô cho nó gọn chứ nó không có bẹt ăn ống nặng ha. Vừa dũa vừa ôm cái sếp vô. Ok, quay ngược cái tay lại nè. Ừ, mấy ngày nay mình bị bệnh rất là nặng ha. Bị bệnh là bị allergy đó. Không có livestream được ha. Tại vì hát xì liên tục rồi. Không lẽ giờ mình làm livestream mà mình cứ hát xì hoài nó hơi bị kỳ đúng không? Nên mình không nghỉ ngơi, mình không có làm livestream. Bữa nay đỡ rồi nè, bữa nay uống thuốc cho đỡ rồi. Công nhận nha, nhiều khi mình cũng muốn lì lắm mà mình không lì nổi luôn á. Mình cứ để coi không uống thuốc, không đi bác sĩ coi nó làm sao ha. À, cái kết quả cuối cùng là nó rất là có sao á. À, nó hành cho mình một phần lễ coi như là chấn thương luôn. Chấn thương sọ khỉ luôn. Công nhận vợ nè. Thóc cốt mình đang xài là thóc cốt của GMD luôn ha. Vừa bỏ slack được mà vừa bỏ lên bóng bột ok luôn. Nói chung cũng vậy, bóng lắm mà không có bị chóc. Thực ra là mình phải sắm chứ không phải là nên sắm nữa. À, đồ nghề nó có tốt á, thì nó mới, công việc nó mới dễ dàng. Cho chút xíu dầu vô nè, cho nó bắn vẩy cái móng, cho nó tăng giá trị cái móng lên. Một bộ như vậy là 40 đồng thôi. Tiệm bình thường mình là lấy 40 đồng. Xếp muốn square thì phải cho ra square không? Thẳng bên hông, thẳng bên hông, thẳng ở trên này. Đã là muốn square phải cho ra square. Quay ngược đây. Phá
phải cho nó ra square thì cái móng của mình phải đẹp ha. Cái độ dày của cái móng nó cũng không quá dày nhưng mà nó cũng đắp một màu. Thì trong cái quá trình anh chị em coi đó, có thắc mắc gì thì có thể inbox hoặc là bỏ cái comment vô thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi đó. Và anh chị em là có nhu cầu order cọ hoặc là đầu dũa đó, đây là cái cây cọ mình đắp một ha. Cọ chiến mà. Cọ này là cọ số 14. Thì anh chị em là có nhu cầu order cái cọ này thì làm ơn gọi số điện thoại 818-747-8781. Bên cạnh đó thì ngoài cái cọ cái size 14 thì có size 16 và 24. Rồi anh chị em là có nhu cầu order 1 thì cũng làm ơn cho gọi số điện thoại đó luôn.